bên đó là map hay là cho xe? Xe điện. Auto drive. À, thằng này chạy bằng xe. Hay chỉ được ở trung tâm. Văn phòng là government không. Bên này chắc khu hành chánh ha. Không thấy giống như của chính phủ nữa. Ừ. Nãy giờ toàn thấy government building. Hỏi nó một tiếng nha. Jolly Market Del Mas vô. Vô. Ồ, thằng này nó chặn rồi. Ồ, có người, có người. Ồ, it's in my side. Vô đây thì gì vậy con? À, phải đậu xe mới mua bánh. Đúng chứ đâu phải sai á. Mưa trời ơi bị giật là tại khu đó vậy nữa. Đi từng từng này nè. Mưa đói quá nó giật chỗ này nè. Mày mày coi cái chợ ha. Chợ gì? Cái chợ. Đây có nhà vệ sinh nữa cho họ. Hay gì họ ngồi trong. Cho họ qua bển họ. Ừ. Cho quan tâm vậy, cho block hay sao vậy? Không hiểu sao chợ gì mà sao như đường này phải một à, hai chiều mà hay người ta đi làm rồi. Trời mưa sáng thứ bảy người ta ngủ trễ có nhiều lý do. Ở đẳng có cái cổng của Chinatown dưới kìa. Trẻ hả? I know you wanna đi ngang qua mới thấy được mà. Thì đi bên kia đi thẳng không được. Đông quẹo quanh qua. Phở Việt Nam nè, đây uống bún nó phải phở. Phở nhiều lắm. Phở Thiên Hương. Chợ Việt Nam như là Little Sài Gòn, Chinatown cục giữa. Đây đang là anh phải quẹo trái chứ hả? Bắt đầu nó hỏi là ồ social security của bạn là gì. Nói tôi không có biết. Rồi cấp là lúc đó là cấp máy được rồi. Tại vì nhiều lúc không. Mua trái thơm mới ăn hoài á, mới thấy cái hiệu này đúng không? Trái thơm đô. À, trái thơm, ờ đúng rồi. Là cái của nó là không? Dạ, đây.
AirPlay hả? Ta luôn Play. Thằng nào bắt ta gió mát ha. Đông dễ sợ đâu. Mà hello nhà thay kêu phòng vệ sinh. Đi ra Hà Nội có cái gì cũng buồn đó chị. Chết. Ở hồ Hoàng Kiếm á. Lại Apple. L lại Linda. E lại Edward. L lại Linda. Y lại Yellow. Oh my god, what's going on? Shit. How can I get confirmation? Lose signal. Chắc nhìn thôi làm gì. Mà sóng nó cao thì là cao ha. Cao vô tới mặt luôn. Cái này đứng xuống xuống dưới cũng dám xuống mà. Wow, chỗ này cái trong được nè. Cái này không bữa tắm nè, phải không? Có người tắm nè, phải không Tô? Thì giờ không phải cái này. Chỗ này nói ở trong này tắm được nè. Bữa trước có đi ngang đây lần rồi phải không? Dạ. Tụi nó đứng chơi basket. Chỗ này sao tắm được? Còn cái con rock bị che được mà. Nhá, cái này toàn tụi surfer để chơi mà. Ồ, mấy đứa surfer hả? Sao mấy bà này chụp hình sóng đẹp lắm hả? Let's go. Chúng nghe sóng cái. Phải nói là bơi xong ba má sợ. Nó ba má xuống tắm. Chỗ này qua chỗ tắm, chỗ nghĩa thôi. Khi nào mà khi đi qua đó, nói là có đứa nó tắm, có đá, nó chè đó. Thank you.
ra sửa soạn gì chụp được nó mấy. Đẹp không xã ngoại? Không lớn mà thay chứ. It's scary. Cái này server còn dám tới nữa. Như sức cho đội đó. Sáng nay anh thôi nó. Này bỏ ra control dạ, nó bỏ. Bỏ đây cũng được. Nãy mới bóp kem. Ai cũng ghé. Ai cũng ghé chỗ này. Nhìn ngông. Quay mới có. Thì cái sóng nhẹ nên là server mới sẽ sớp được, chứ còn mấy sóng thấp nó nhỏ. Cho nên nó sơ vậy nó đúng trúng gạch rồi nó chết sao? Hả? Trúng gạch nó bên kia sóng lớn hả? Bên kia sóng lớn hơn. Mà không có đá hả? Ừ. Bên kia có nguyên bãi mà. Mà sóng lớn rồi. Đâu trên đường mình đi qua nó chứ nó dắt đâu, trên đường mình đi qua đó thì dập đường. Hồi đi với con Trang đó. Cái đó là đợt hai, khác đợt hai đâu có thấy, đợt đầu đi, lần đầu đi với Ti Hạnh nó chở qua kìa. À, lúc đó chịu hết nổi hả, phải vô đó. Ờ thì phải vô đó thôi chứ đâu giờ có đâu có đường thoát đâu. Đó như ở đây nó có hai cái đó kìa, gớm lắm luôn á. Đó, không ai dám mà vô đâu. Tô là bình thường, đối với tô. Nhắc miệng sao nó có cho nước đồ ở đâu okay. Với là con trai nó dễ thấy chưa má y hệt giống em thấy chưa tô là ôm chuyên môn vậy á má tô kiếm cho gì tô chuối vô thôi chờ không phải mình em đâu mà má cũng vậy thôi lên mấy cái bậc cấp đó là phải bò leo lên nó cao lắm, bậc cấp cao lắm. Em muốn mỹ nó cho anh vô thử thì nó có cái cổng chặn ngoài. À cái này cái resort á bà. Mà nó có gù ở trong. I wanna visit so next time I can stay here, can I? Resort registration. Yeah, roughly. But just try it and see if they can. But I don't think they. Từ chỗ này mà về mình ở là khoảng mấy phút con? Tiếng hơn. Dạ chắc có tiếng mấy chục mai luôn. Xa lắm, này là phía bắc rồi ba, mình ở phía tây nam. Ồ, giờ này biển nào cũng động. Trời ơi, nam quân mà ta nói chuyển hoang sơ hả? Là đá rồi không á, mà ghê lớn lắm kìa. Nó hoang sơ mà nó sợ ba cái gì đó mà nó cũng phải xuống dung đường. Vậy là mua nó sẽ thích bên đây còn được lặn coi mấy con cá con này kia nữa. Bữa tụi con đi biển kia mấy đứa nít nó khoái lắm kìa, toàn nít không mà nó lặn nó coi san hô. À, cái biển mà có con rùa á, ban rùa bua chui lên á. Trời biển đó nha, con nít. Con nít không luôn, tự nhiên tô kêu con xuống thấy kỹ con còn dám xuống. Cái này đẹp nè. Sóng nó đập lại trên này là dư sức không? Vô cho nên tới đâu? Tới, dư sức luôn. Nên là nhìn có nhiều cái nó xây nhà sàn. Chắc ra kia mới biết. Có người lướt sóng mà kìa. Tại vì nó không nằm quay trở lại. Nó làm bạc, nó làm liều, nó ở cơm trại nè. Nhà sàn. Pali quá trần luôn nè. Tại sao Nepali khổ thân quá à, phải đi cái đó.
Napali với ai bây đến đây chụp hình đâu, đã đến Napali chụp thôi mẹ. Thôi mà bây giờ anh chụp đây nói Napali người ta không đâu biết đâu. Sao không biết? Sao biết được? Mà cái đường đó nó ràng sâu hơn, cái này nó ràng có chút xíu à. Bữa đó em bị say sóng không thấy nó sâu gì trơn. Thì em say sóng em không thấy, người ta thấy. Đi xong rồi có chụp được tấm hình nào đâu. Cách nhau nó ràng sâu hơn, tại vì nó có mấy triệu năm nhưng mà nước nó chảy mòn. Mà sao anh không kêu người ta chụp cho anh mấy tấm hình vậy? Ồ, cái này được. Ừ, cái này được nè, đẹp nè. Trời ơi. Trên này xuống được. No. Đâu vậy được. Dạ, vô nó đẹp ha. Nè, bữa mình vô nó có event á. Nhớ không? Quá rồi. Đúng rồi, chắc bây giờ nó bữa mình còn á. Rồi, vô. High depth area. Like club. Cát hay này nó hôi quá. Dạ phải không á? Khai của Trần Kha ha nè, sau này cũng nghe. Chuyên gia mà con dọc lại coi nó chứ. Xui ráng chịu à. Thì nó để biển báo. Cái chỗ nguy hiểm là nó phải cấm cờ cảnh báo. Giống như cái bãi biển bên Santa Cruz đó, nó cấm cờ đỏ cờ đen lắm á. Nhưng mà ở đây nó đâu cho chỗ đậu mà mình gán đậu vô mình đi xuống á, là tại mình thôi chứ sao giờ. Có chỗ mấy chỗ nó bãi vậy. Có bãi là ok nó. Cũng không thấy luôn, không thấy người. Cái chỗ bãi đó là không nguy hiểm. Chỗ nào vậy? Chỗ kia có mấy thằng chơi surfer kìa, chỗ này ok, có bãi gửi xe. Nè, bãi để xe đó, nó chơi nè. Wow. À, sát biển luôn, nhà trên biển luôn. Đó, mọi người sống thấy không? Sống quá trời luôn, trong này em. Vô coi ranch, coi đi restroom không? Không, thì vô đi. Cái chỗ này là người ta cho chơi nè ba má, tại mình không có chơi à, đi tour đồ nó chở tuốt có trọng nhiều thứ để chơi lắm mà hết chương trình hết ngày hết giờ à, chỉ coi cảnh ngoài này thì không trả tiền nhưng mà mua cái mấy cái tour thì phải trả tiền theo tour mà đi thôi. Tại
nó đâu cho mình lái xe vô trọng đâu, nó lấy xe của nó. Nãy này giống cái thêm bọt mà đi miễn phí, mấy cái miễn phí cũng hết ngày hết giờ, còn giờ nữa đâu này. Rồi nó có chơi mấy cái dây á má, đu dây đồ trọng. Chợ anh thì nó bán đồ ăn. Ở trên này cũng có lý đi ra biển gần ha. Giống như ở Vũng Tàu với xe tàu. Đó, biển cho này đẹp ha. Biển chỗ này đẹp nè. Cái này là biển số 1, hồi nãy con nói nè. Cái này ngày hôm qua mình có đi rồi phải không? Dạ, mà trời mưa. Hôm qua không một bóng người luôn, ba nhớ không ba? Gió và bịch mưa. Gió bay ngọn cây đó ha. Mà sao người ta mà sao người ta biết hôm qua hay vậy? Mở áp thì nó cũng ra ra ngoài. Mở áp mà mình cũng mở áp mà. Nó cũng ra giống mình rồi nó quay dạ, vô. Dạ chắc nó ra nó mình. Vô thôi chứ. Có mấy xe đậu á, không có mấy xe. Chỗ này là đẹp hơn chỗ hồi nãy nữa không? Mấy tụi mà ở đây á, nó mua dù nó làm sẵn cái liều cho nó luôn. Và nó đem nó làm birthday party luôn kìa. Nó làm cái nhà đó luôn. Ra đây thì tối thôi đâu bắt buổi sáng gì. Gà nó ngủ đó không có thấy đường ha. Cái bàn mà cây mà rất trái quá chừng trái không biết là trái gì. Đẹp. Này trái gì ngủ quá. Bà đi ra chơi. Không, để nó
ăn đó mà nó cũng có xếp hàng. Là hôm qua ba má đi ra mà chưa tới, lát con chỉ chỗ ba má, nãy bữa ba má ra. Bữa tụi con cũng chưa đi xuống tới đây nữa, sao? Apple Store tao tới. Dạ, nhưng mà mình đi tới đây mình gần rồi. Tiếp chain. Wow, dưới con. Thôi hôm bữa hôm qua mình mới đi có một lốc thôi. Dạ. Băng qua một lốc kế tiếp là cái này, phải không? Đúng rồi mà. Con băng qua cái này, hết cái này mới đi qua bên tay phải. Qua khỏi nữa. Dạ. Qua khỏi, coi nha. Nghe phở là nó nằm trong đây. Phở nằm trong đây. Tại em có mắm mì ngại đi xa chứ con. Mà mang thấy Apple Store rồi đi nữa mới tới Phở Factory. Xong rồi cứ đi thẳng ra cái nhóm hướng nó đi mày thẳng xì ra. Ba má chắc đi được trong cái này. Đây đúng rồi, là hôm qua má đi đây nè. À. Cứ tiếp tục đi qua bển. Tiếp tục đi qua bển. Đi biển á, thì đi về bên đó chiều đó còn đi ăn thêm đồ này rồi đi về phía bên phải này. Thì lát con chỉ qua cái, không biết ba có thấy cái cột đó, ba cột lát đi qua con chỉ. Thì ba đi xuyên qua thì nó là cái quán ăn mà nó có biển ngoài luôn, ba cứ đi xuyên qua không có sao hết trơn. Đây bà thấy cái nhà có ba cột này không? Rồi, đó bốn cột. Bà cứ đi vô thẳng hẳn, đi thẳng xuyên ra ngoài là biển. Này, khách sạn là khách sạn Moana, là giống giống khách sạn Rest của Sài Gòn. Tụi nó ngồi đó, tụi nó ca nhạc đồ tùm lum. Còn nếu mà ba không muốn đi xuyên, ba đi xuyên thử cho nó biết nó sao. Còn không thì ba cứ đi dậy lên trển là cũng ra biển nè, để lát con chỉ có cái tượng. Mình đi xuyên cho đỡ à, thì cũng được. Còn trên đây có cái tượng và của ba má cà phê cần chụp hình. Nè cái tượng này nè. Biển này. Đây cái tượng này nè, đó đứng đó, đó ta chụp hình đó. Đó là biển, cái này là biển đó. Đi qua rồi. Nhưng mà nói chung cái khu này là biển đó. Rồi dọc theo bờ biển này hả? Nga vậy thôi à. Đi lên thêm kia. Con nó tới đầu, bữa đi bộ nó này phê quá. Con đi hơi bị phê, nó không có đi xa. Đâu ở đây. Ở đây ABC Tour nó rải khắp mà. Cứ đi vài bước là có. Nè, một dãy này mà tới 3-4 cái luôn. À, nguyên cái này gọi là Waikiki. Bãi biển Waikiki. Dễ kiểu đi buổi sáng chứ